Review là tiếp luôn cặp này CS700G nhãn Pioneer nha, hàng Mỹ luôn mới tin này. Thông số ở dưới còn hoài luôn nha. À, cho anh em coi luôn sẵn, tại vì lâu lâu mình cũng nhấp nhấp lại cho anh em chơi. Kịch. Thấy chưa? Mới không? 15 luôn rồi nha. CS700 này. Nó thêm cái đuôi là chữ G nha. Con dưới còn hoài thôi nha. À, dưới ra cho anh em coi con dưới này. Thấy không? Y chang luôn nha. Đẹp nha. Mấy cái dòng này mình thấy mấy người lớn lớn tuổi thích. 1988 hả? Chẳng lẽ cái này nó sản xuất 1988? Không, chắc không phải đâu anh em ơi. Cái đài sau lại 1988 được. Mấy con này phải là năm ít nhất là phải 75 chưa? Trước 75 chưa? 2010 không phải rồi, chẳng lẽ đem sản xuất 2010 đúng không? Này cũng là của Mỹ nha, mấy cái tem này là của Mỹ. Pioneer này, chữ Basser này. Chút một xíu mình chụp lại chi tiết cho anh em coi nha, Made in Japan. Cấn ra chút rồi nè. Rồi. Một cặp đai với còn cặp nào nữa quay luôn cho anh em coi. Cặp đai đi. Cặp kia thì của Jensen Mỹ nha, nó hơn một bát 40. Đây có lo AR2 này anh em, đây này. AR2 đã có con chú này. AR2 nha. Đây AR2 này. Cái đây thì anh em cần thì mình gửi video khác cho. Còn đây là Telefunken. TL500 là bao nhiêu? Còn cái này là Jensen cố rồi này. Đời bao nhiêu không nhớ. Đây đây, cái lo AR này nè. AR không? AR nè. Còn ở trong đây là Pioneer máy cáo này. Cặp này hát ok nha. Cặp này mini nha. Pioneer máy mà không nhớ nha. Nhỏ thôi nha. Cặp này là giá rẻ này. 4 triệu này. Anh em cần thì mình gửi video qua cho. Đấy, cặp này của Mỹ này. Giá rẻ 4 triệu. Cặp ghi bát 40 này. Của Mỹ á. Jensen á. Rồi xuống anh em ơi.